Trước khi chúng ta lên đường thì một trong những cái điều mà chúng ta cần phải làm đó chính là quan sát. Bởi vì tại sao chúng ta phải quan sát? Rất nhiều tình huống xảy ra rằng khi chúng ta lên xe không quan sát và khi chúng ta lái xe đi thì chúng ta vô hình chung đã cán vào một đứa trẻ hoặc là va vào một cái cọc thấp chẳng hạn, thì điều đó rất là nguy hiểm. Tuy nhiên theo kinh nghiệm của anh thì chúng ta nên quan sát này. Ví dụ như bây giờ chúng ta nghĩ là chúng ta sẽ tiến về đường này thì chúng ta sẽ đi qua cái đầu xe. Đi qua cái đầu xe thì chúng ta biết rằng ở trước cửa đầu xe của mình chúng ta sẽ không có cái gì cả và chúng ta mở cửa ra chúng ta lên xe. Hoặc nếu chúng ta thấy rằng bây giờ chúng ta không thể nào mà tiến được, chúng ta phải lùi thì chúng ta sẽ tiến về phía đuôi xe. Chúng ta sẽ tiến về phía đuôi xe. Chúng ta quan sát cái đuôi xe. Quan sát cái đuôi xe và chúng ta sẽ đi về cái cửa lại. Bằng cái đấy thì nó sẽ tiết kiệm được thời gian hơn. Đấy. Và chúng ta sẽ mở cửa lái lên và chúng ta bước vào xe. Còn khi mà chúng ta dừng lại, chúng ta xuống xe thì đây là một trong những cái mẹo mà anh sẽ bày cho em để em có thể xuống xe một cách an toàn. Đó chính là chúng ta sẽ, nếu em ngồi ở phía bên trái của xe thì em sẽ mở cửa xe bằng tay phải. Và ngược lại, nếu em ngồi bên phải của xe thì em mới mở cửa bằng tay trái. Cái động tác này nhằm mục đích gì? Bởi vì nếu chúng ta mở cửa bằng tay trái có được không? Được, về động tác là được. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ vô hình đẩy ra. Và khi chúng ta đẩy rộng ra và một chiếc xe máy hoặc mà xe ô tô khác người ta đi vào lên và chúng ta không quan sát được, tai nạn sẽ xảy ra. Còn nếu chúng ta dùng tay phải để mở cửa trong trường hợp này thì làm sao? Khi chúng ta dùng tay phải thì vô hình chung cả cái người chúng ta đã xoay vào cái gương chiếu hậu và chúng ta nhìn toàn bộ cái, có thể quan sát được toàn bộ cái tình huống ở phía sau cái xe của mình và ta mở cửa ra, đẩy cửa ra rất thoải mái và an toàn. Và ngược lại, em cứ làm thử bên kia xem có đúng là như vậy không. Nói chuyện vẫn mở cửa. Hãy nhớ người lái xe sẽ là người di chuyển ra khỏi xe cuối cùng, bởi trên ghế lái chúng ta có thể nhìn được một cách bao quát nhất những người hành khách ở trên trên xe, và người lái xe phải có trách nhiệm quan sát và nhắc nhở an toàn cho những hành khách xuống xe. Một lưu ý nhỏ, nếu có thể thì sẽ hướng dẫn hành khách di chuyển xuống xe bằng cửa bên phía phải, bên phụ, bởi vì bên phụ nó là nơi tiếp giáp với hè đường và luôn được an toàn hơn khi mà bất đắc dĩ thì mới phải đi đằng này, còn không thì đi đằng kia. Chúc các bạn lái xe an toàn. Và hãy nhớ đăng ký kênh của WatkaVN cũng như bấm chuông để theo dõi những video mới nhất. Xin chào, hẹn gặp lại.